mẫu mới ra cô chú anh chị ơi, vừa đập hộp xong à, mình vừa mới khui hàng xong. Và đây trước mặt mọi người đây là mẫu loa bass B8200, là phiên bản em út của con B9300 đã được mọi người quan tâm cũng như đón nhận rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì bass nâng cấp lên của cái em loa Super V1, bỏ đi Super V1 nâng cấp lên, nhưng không phải là bỏ đi, nâng cấp lên. Con này là Super, con này là bass B8200. Con này với cấu hình là 2 bass 40, 2 loa chung và 2 loa chép. Sẽ nâng cấp lên hay hơn con Super V1, chắc âm cũng hay hơn và micro cũng hay hơn rất là nhiều. Và mình đã khui ra, mình đã cảm nhận rồi. Hôm nay thì mới đập hộp, mới review chi tiết cho cô chú anh chị của mình. Rồi bây giờ mình xin quay sơ cái ngoại hình cho mọi người xem ha. Cái mặt phía trước thì nó giống y như con 9300 cô chú anh chị ha. Giống y 9300. Mình nhìn sơ qua nè. Đó. Hai lo chung, hai lo chép và hai lo bass, hai lỗ thông hơi. Về mặt trước y chang như con 9300, nhưng mà nó khác là 9300 thì ở phía giữa này nè, ở phía giữa là bỏ cái âm ly 3:1 vô. Còn con này sử dụng kết hợp với là một cái bo mạch là 2 micro của hãng Bass ha. 2 micro của hãng Bass, là mình quay cho cô chú anh chị các bạn nào mình chưa xem. Đó, Bass thì bây giờ hiện tại là họ sẽ theo một cái phiên bản micro này ha. Tất cả cái dòng lô Bass thì đều sử dụng micro này. Còn có số giờ như là 6850, 6930, Super V1, Ultra V, Super V1, B93 đồ đã sử dụng cái mẫu này ha. Dùng micro này và 2 micro, 2 cái chống lăn và một cái sách hướng dẫn và đi kèm theo một cái dây sạc. Rồi, em xin giới thiệu cho mọi người về chức năng ha. Chức năng của cái con B8200, về thiết kế ngoại hình mẫu mã này rất là đẹp, về phiên bản, về cái góc cạnh là phía mặt này hơi nghiêng khoảng tầm đâu đó khoảng 33 mấy độ của chú anh chị ha. Rồi, ở đây thì sử dụng cho mình là tích hợp cho mình là 3 nút chỉnh volume, 3 nút chỉnh volume riêng biệt. Ở đây thì mình sẽ dễ phân biệt hơn là guitar volume, mid volume và volume của nhạc ha. Ba cái này, bass trung chép. Bass trung chép này là bass trung chép của nhạc. Mid bass, mid trung và mid chép là của micro. Delay, đây là reverb delay. Reverb và reverb delay. Là reverb là độ vang, vang vọng, vang xa. Còn delay là độ trễ. Delay là độ trễ. Muốn nó vang dài hơn hoặc vang ngắn hơn, hay gọi như vậy ha. Reverb là lặp lại. Delay. Delay này dành cho echo ha. Delay này dành cho echo, độ trễ của echo. Echo nó dài ra, echo nó ngắn lại. Đây là cái delay này. Đây là tiếng echo. Echo là độ vang ha. Rồi. Đây Made in Việt Nam, audio Made in Việt Nam, thương hiệu Bass, sạc AC 220V ha, AC in. Đây ngõ output input, rồi AV kết hợp thêm hai ngõ micro có dây và hai ngõ guitar, một cái optical và một cái jack cotton là jack nào để mình cắm cái chu tròn tròn vô để nhận tín hiệu cô chú chị ha. Đây là mod để chỉnh chế độ lùi bài, tạm ngưng nè, lùi bài, qua bài, lặp lại, ghi âm, có chức năng là bass boost luôn ha, có chức năng bass boost luôn. Đây là có USB, USB và thẻ nhớ. USB này để USB cắm sạc cũng được, USB này 5V ha, USB 5V, sạc điện thoại rồi kia cũng ok. Và mình vừa xài, mình vừa sạc điện thoại này như vậy thôi, bình nó sẽ nhanh hết hơn, mình cũng hạn chế thôi. Mình cắm USB nghe nhạc là ok nhất. Đây là EQ, mid mode, mid modern, đây ngắt tiếng thôi. Đây là TWS ha, con này có khả năng là TWS kết nối hay là không dây với nhau, hay là không dây, để mình sử dụng mua chiếc, ví dụ mình mua chiếc loa này, rồi sau đó mình muốn nâng cấp lên, mua thêm một chiếc loa này nữa, sử dụng hai loa không dây kết nối không dây với nhau cô chú chị ha. Rồi bây giờ xin mời cô chú chị chúng ta cùng nhau lắng nghe chất âm của chiếc loa này nhé. Rồi xin mời mọi người.
đang thử độ xa và Bluetooth cũng như là cái độ phóng âm của chiếc lò B 8002 của chú anh chị ha. Đứng ở đây cũng rất là xa đây đó, khoảng tầm 20-30 mét. Bluetooth đây nó còn bắt rất là tốt này, 20-30 mét là như vậy thì mình chơi cũng rất là ok của chú anh chị ha. Giờ thử một đồ qua đồ nhạc test lò này. Đang thử đồ nhạc tách lo 2 bass 40, 2 chép và 2 loa chung, tích hợp với một mạch công suất của hãng Beats. Con này công suất lên đến khoảng tầm 1500W của chú anh chị ha. Giá của nó là 11,5 triệu. Mình đang nghe là ông dập. Vậy là cả sớm nghe luôn của chú anh chị ha. Với những bài nhạc vậy thì mình không thể mở lâu được, mở lâu thì phiền hay sớm quá. Còn là chắc âm nó rất là hay về công suất cũng như là về cái độ phủ xa.